Búp bê Hàn Quốc, Nam Gyuri tập gym, dạo biển tại Cam Ranh. Ca sĩ kim diễn viên Nam Gyuri dắt chó dạo biển, cho gà ăn ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Hình ảnh về chuyến đi được cô đăng tải lên mạng xã hội. Trên trang cá nhân ngày 14 tháng 5, Nam Gyuri, ca sĩ kim diễn viên được mệnh danh là Búp bê Hàn Quốc, nhờ diện mạo trẻ trung tại độ tuổi 40, đăng loạt ảnh dạo chơi, thưởng cảnh biển tại một resort ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Đến nay 17 năm, nữ diễn viên liên tục cập nhật chuyến đi, không ngại chia sẻ hoạt động nghỉ dưỡng cá nhân từ ngắm bình minh, tập gym, chơi bóng bàn cho đến dắt cún yêu đi dạo. Đáng chú ý là dòng trạng thái tạm dịch, biển Nha Trang, tự chữa lành của cô nàng. Trong thời gian nghỉ dưỡng ở Nha Trang, Nam Gyuri diện trang phục khá đơn giản, thoải mái thích hợp dạo biển như đầm maxi, áo hai dây, quần short. Phiêu dần resort Cam Ranh là khách sạn nữ diễn viên lưu trú khi ghé thăm Khánh Hòa. Cơ sở này nằm tại khu vực bắc bán đảo Cam Ranh, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 32 km. Giá phòng tại đây dao động 5, 6, 15, 4 triệu đồng đêm, tùy thuộc hạng phòng chiếc suite hay villa. Hai thành phố của Khánh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh được lòng nhiều ca nghệ sĩ xứ Hàn trong vòng 2 năm qua. Trước đó, vào đầu tháng 5, nam diễn viên Park Ha Jin, tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới, cùng khoảng 13 người bạn du lịch tại Nha Trang. Park Ha Jin cùng nhóm bạn thường xuyên lui tới một phòng tập thể hình nằm trên đường Lê Hồng Phong, Nha Trang. Họ không ngần ngại cởi trần đi bộ tập thể dục, dạo biển và đường phố Nha Trang. Hồi 13, dàn nam nữ chính bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Marie Mi hút bàn đáp xuống tại sân bay Cam Ranh, bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng tại một khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng nằm ở đảo Hòn Tre. Đầu tháng 2, Sung Chang, thành viên nhóm nhạc RIZE, cũng âm thầm đến Nha Trang du lịch cùng gia đình. Sau đó, nam idol K-pop đánh úp người hâm mộ Việt Nam với loạt ảnh tại bãi biển Nha Trang. Cuối năm 2023, em gái quốc dân Kim Du Dung, nữ chính trong siêu phẩm Mi Demon, đã có chuyến làm việc kết hợp thư giãn tại khu nghỉ dưỡng 6 sao ở Vịnh Ninh Vân, Khánh Hòa. Từng chia sẻ với New, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết địa phương đang đẩy mạnh đầu tư, phát triển kinh tế đêm tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, nơi được dàn sao Hàn lựa chọn lưu trú nhiều. Vào đợt lễ cao điểm 30, 4, 1 năm vừa qua, công suất buồng phòng tại bãi dài, khu vực Park Ha Jin lựa chọn lưu trú và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo được đông đảo du khách quan tâm, đạt khoảng trên 90%. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.